Khoa học kỹ thuật đang ngày càng phát triển, kéo theo sự phát triển mạnh mẽ của Internet và game online. Game online đang ngày càng đa dạng và phong phú về thể loại. Nhưng nếu biết chọn lọc và sử dụng một cách hợp lý, thì game online mang lại rất nhiều lợi ích. Một số bạn chơi game để giải trí, nghe nhạc như Audition, thể thao bóng đá như FIFA Online. Một số bạn chơi game để tích lũy tri thức, đạt hiệu quả tốt hơn trong học tập như các game chinh phục vũ môn, Audition English. Học sinh Hải, lớp 9A3 nêu ý kiến. Game online ban đầu xuất phát vốn là để đem lại lợi ích cho con người. Tuy nhiên hiện nay, do mọi người quá lạm dụng, dẫn đến việc game online đem lại nhiều tác hại lớn. Những quán net mọc lên xung quanh các trường đã tạo điều kiện để các em học sinh tiếp cận và lao vào thú vui dồ bổ. Chỉ riêng huyện Bầu Bàng đã có khoảng 90 quán net mọc lên nhằm phục vụ chủ yếu cho học sinh. Sau khi tan học, các bạn thường rủ nhau vào các quán net để chơi game. Chủ yếu các bạn chọn game nhập vai như Liên minh huyền thoại, Ngựa kiếm phi thiên và các loại game bạo lực như Đột kích, Đứa trẻ bạo lực. Chính việc chơi những loại game đó đang góp phần làm cho các bạn bị ảnh hưởng về mặt tâm lý và hành động sử dụng bạo lực để giải quyết các vấn đề gây phiền toái không nhỏ cho trường lớp, bạn bè, gia đình. Các bạn có thể mãi chơi đến quên ăn, quên ngủ, nên ảnh hưởng không nhỏ đến học tập và sức khỏe. Tỷ lệ học sinh lạm dụng game sẽ ngày một tăng cao và mang lại nhiều tác hại to lớn nếu như học sinh không biết nhận thức giữa việc học và việc chơi game để giải trí. Để đạt được kết quả khả quan hơn, một giải pháp mà nhóm chúng tôi thực hiện đó là mời một cựu học sinh điển hình trước đây đã từng chơi game online. Nhưng nhờ biết sắp xếp thời gian hợp lý mà kết quả học tập dần tốt và đã thành công trên con đường học vấn, đến trường để chia sẻ kinh nghiệm quản lý thời gian giúp các em học sinh nhận thức được nhiều mặt tích cực và mục đích của game online, hạn chế lạm dụng game dẫn đến nhiều hậu quả tiêu cực. Đó là anh Huỳnh Phúc Trí, cựu học sinh của trường Trung học cơ sở Lai Quyên. Theo như anh chia sẻ, trước đây anh cũng từng là một học sinh rất thích game online, nhưng nhờ được thầy cô, cha mẹ định hướng, nhắc nhở, anh đã xây dựng một thời gian biểu cụ thể giữa việc chơi và việc học, vừa giải trí, vừa theo đuổi đam mê, và vẫn học tập thật tốt. Hiện tại, anh đang làm leader technical cho công ty Game Gihot ở thành phố Hồ Chí Minh. Anh vừa mới phát hành game Nữ Âm Truyền Kỳ, được nhiều game thủ đón nhận. Theo tôi thấy thì việc chơi game vừa có lợi vừa có hại. Lợi thì sẽ giúp bản thân giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng. Hại thì sẽ làm tốn thời gian, tốn ảnh hưởng công việc, thậm chí là ảnh hưởng sức khỏe nếu mà chơi game quá nhiều. Nên tôi thấy là việc sắp xếp thời gian chơi game hợp lý sẽ giúp ích cho công việc và bản thân hơn. Sau khi nghe anh Chí chia sẻ thì em đã thấy rất ngưỡng mộ anh, nhờ anh mà em biết được nhiều phương pháp để kết hợp giữa việc học và việc chơi. Em sẽ lấy hình mẫu của anh để làm hình mẫu cho tương lai sau này. Nhờ áp dụng các giải pháp trên mà đề tài đã mang lại một kết quả khả quan. Phần lớn học sinh đã biết sắp xếp thời gian giữa việc học và việc chơi game. Sử dụng game online là công cụ giải trí đắc lực sau những giờ phút học căng thẳng và mệt mỏi, từ đó giảm thiểu số học sinh nghiện game online. Kết quả rõ nhất thể hiện ở kết quả học tập của các bạn học sinh. Bạn Nguyễn Hoàng Mạnh và bạn Mai Đặng Xuân Thành là hai học sinh nghiện game của lớp 9A3. Sau khi áp dụng các giải pháp, các bạn đã có kết quả học tập tiến bộ. Bài kiểm tra chất lượng đầu năm của hai bạn môn Văn, môn Toán, môn Anh đều dưới trung bình. Nhưng những bài kiểm tra 15 phút hay một tiết tại lớp, hai bạn đã đạt nhiều điểm khá giỏi. Trên lớp rất hăng say phát biểu bài. Không chỉ những bạn được phỏng vấn trên, mà còn rất nhiều trường hợp các bạn học sinh khác đã tiến bộ rõ rệt hơn trong học tập, khiến cha mẹ và thầy cô vui lòng.